bạn rất nhiều. So is this man. Như vậy là một tình huống rơi cái của Sanchez Ruiz rồi. Anh vừa rồi phá không ăn được con bi số 1 ở giải đấu UK Open lên đến 28% ở những trận đấu chung kết, ở những trận đấu ở vòng đấu sau. Đó là những trận đấu vô cùng căng thẳng và chất lượng chuyên môn cũng rất là cao rồi, và thưởng nhỏ cho người giành được số ván phá dọn liên tiếp cao nhất, đó là giải thưởng 1.000 đô. Đến thời điểm này chưa thấy là Matchroom người ta cần. Xếp hạng của Matchroom người ta dựa vào số tiền thưởng mà các cầu thủ nhận được qua các cái giải đấu, kể cả giải đấu Major lẫn giải đấu ranking. Để trao thưởng thì người ta cũng sẽ quy đổi tỷ giá ra để tính thành đồng đô la cộng điểm cho các cầu thủ. Quy tụ nhiều cầu thủ mạnh và khi đó khả năng vô địch sẽ cao hơn, à sẽ thấp hơn so với các cầu thủ. Thì hats off to him, but I think Badr Al Awadi is one to watch. Vừa rồi chúng ta có thể thấy là một cú phá không ăn được bi số 1, nhưng mà thay vào đó thì anh đây là cầu thủ mà trong những tháng cuối năm 2023, đầu năm 2024 thì đã sang Philippines để có thể rèn luyện. Nếu anh em vẫn quen miệng gọi thì nó là vòng 132. Một tình huống không đưa được con bi cái ra sau bi số ở Trung Quốc đang dẫn trước Kubo Chang với tỷ số 3-0. Johan Chu đang dẫn trước Coping Han với tỷ số 3-0 và Eklen Kachi đang dẫn trước Sanjib. Và mỏng rồi. Ở đây có vẻ làm tôi liên tưởng đến hình ảnh. Ngắn phía trên, xả dọc xuống. Và như vậy anh thực hiện ngay một cú áp phê bên trong luôn để có thể chủ động tách con bi cái khỏi băng dài bên tay trái. Cũng là một pha xử lý tốt và kinh nghiệm đến từ Sanchez Ruiz. Mickey Krause would obviously have known before the start. He's up against one of the very best in the world. Chỉ còn con bi số 9 này nữa thôi thì số sẽ được nâng lên 3-1 cho Sanchez Ruiz, một tình huống đánh trượt con bi số 2 rất. Vâng, vẫn phải đánh với rất nhiều áp phê và thậm chí còn còng bi. Mỗi con bi thì né mất, chiếm mất một phần đường. Vâng, thưa bạn, các bạn có thể theo dõi cập nhật tỷ số trước đó thì bạn có thể truy cập rất nhiều thông tin trên trang web đó, và trong đó có cập nhật nhánh thi đấu cũng như là will be. Can he keep pace if Sanchez Ruiz continues to play well for the entire match? Vâng, pha xử lý rất giữ con bi cái ở đó để đánh con bi số 8 luôn. Vâng, một tình huống đánh hết mỏng con bi số 8, bi cái đi 4 băng, con bi số 9 thì cũng ở gần lỗ rồi, tỷ số. Chính xác là 2-3. Thưa bạn, better chance they have to do it again, and he is on two fouls, but the ball's quite go up 4-2. Didn't leave much of a shot, but keep you updated on some outer tables. À, thưa bạn, Trần Võ Trọng, đây là một ví dụ điển hình của cái tình huống bắt bi ba đuôi. Thì nếu như Mickey Krause quyết định thủ bi ở even if you get to the final or semi-final, might not absolutely guarantee your place, but you'll have gone an extremely long way towards. Hay quá, như vậy là Mickey Krause điều đánh con bi số 6 ăn đường riêng chứ không thực hiện. You know, you change companies at times. We saw many players last year towards the end making switches. Ờ, thưa bạn, thông tin đấy các bạn. And at the moment, he's doing just fine. Vâng, và tỷ số được quân bình 3 đều. Cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu cho hệ thống này thì ở các giải đấu chính thức của hệ thống họ rồi, làm tình huống phá bi tốt ở ván đấu thứ 8 của Mickey Krause ăn con bi số 1, con bi số 2. Các bạn, cây gậy của Mickey Krause là một cây gậy cũng rất đẹp, có vẻ như chuôi đó là một cây chuôi custom và ngọn thì là ngọn. Ranking event in Virginia got to the last 16 there as well, and he's been to the quarters
Super nice guy. Always talked about he's not necessarily the guy that's hanging out with one particular player. Vâng, như vậy. And what he's coming. Vâng, rất. Vâng, sẽ phải trô về điều con bi số 3. Không phải trô về luôn, như vậy là ở một góc như vậy mà. $27,000 tương đương với một phần thưởng ở giải đấu Major. Chức vô địch của giải đấu Major. Chief, this turnaround in the situation. Vâng, ván đấu này ấn tượng nhất có lẽ đáng với lực lớn và đầu gậy phải cực kỳ chuẩn của con bi số 2 ở khoảng cách như vậy, khoảng cách tương đối xa và có tay có thể đánh tấn công vào lỗ góc phía chéo bàn bên tay trái được. Không thành công. Trước đây thì có một cái thử thách dành cho Earl Strickland. Ông đã giành được $1,000,000 với thử thách những ván mà phá chiếc 9, cũng như có những ván ông cộng 9 cũng được tính vào cái series đó. Ôi, một pha trô. Một pha trô bị rơi cái của Mickey Krause vào lỗ chéo bàn. Vâng, một tình huống phải nói rất lề trong trận đấu này khi mà Mickey Krause đang có hoàn toàn lợi thế trên bàn. Phong độ, nhịp độ là 5 ván liên tiếp, tại vì từ trước thì Francesco Sanchez-Ruiz đã dẫn Mickey Krause với tỷ số 3-1. Sau đó thì suýt nữa là một tình huống a băng highlight đến từ Moscone team and has a great chance of making it this year. Oh, sorry. Yeah, that's why. You know, Skyler really making it on point, considering trying to get that cut back. And, không chính xác, một tình huống Mickey straight on the five, maybe get a little thin. Oh, he kind of punched it. Gonna get a little thinner with it. You know, lỗ giữa bàn phía bên tay trái hoặc là lỗ góc phía dưới bên tay phải. Okay. Vậy là đủ góc để anh có thể thực hiện một pha. Sanchez Ruiz has now done two racks in a row and he is indeed back to tỷ số được rút ngắn xuống. I think you got to go here, Michael. Rồi, như vậy là chính xác tỷ số được. Bây giờ thì Mickey Krause lại có cơ hội để có thể cộng lại con bi số 5 với con bi số 2 này. Ok rồi, thì có tay sau trèo như vậy là idol kiên xếu. He's still a very prompt. Give me a minute. Yeah, we'll come back to that because these are big moments here. Sanchez Ruiz was very much on a reach here. Thực hiện với một sự lạnh lùng đúng như của người Bắc Âu luôn. Has done anything to dent his confidence, his belief, his rhythm. Seems he's going to take. Các cầu thủ mà ngược lại thì thường gọi là tay quặt hay là chicken wing. Hits the front again. Wins the rack. Back into the lead at 7-6. À, thưa bạn. Getting deep and. You know, keeping that confidence. Lại một cú phá bi cực kỳ hay của Mickey Krause. Và thưa bạn, cột cụ thể thì mỗi người sẽ chọn hai cái tên ở mỗi cột. Thủ đã thắng Mickey Krause ở giải UK Open, tứ kết giải UK Open vừa diễn ra. Đó là thủ có cái phong độ phá bi tốt nhất mà mình có được cái cơ duyên bình luận. Still feel like it's been almost a decade. Oh, I know it. Carlo Beato. Yeah, 2018 lost the final. Yeah, I should have got it from the get anyways. Been at the moment. A wonderful display here. And he's got a bit of distance between the players again. And of course, that match isn't over yet today. Cũng hoàn toàn có thể thực hiện cú đánh số 2 này dư mỏng luôn. Bi số 2, à, bi cái vẫn chạy về phía của bi số 9. Vẫn chạy về bi số 9. Vâng, như vậy suýt nữa thì maybe going after that is how confident, you know, he's stroking the ball. He's really not, like I said, trying to make the pocket bigger, hitting the ball easier at times, just to
really clean strike behind the ball a little and you have to draw off of it, you can definitely miss the calculation. Rất hay. Như vậy là tỷ số được nâng lên 9-6 cho còn Sanchez Ruiz thì sẽ có lợi thế cầm cú phá. Again, Mickey, as he plays a simpler shot, but this could get awkward trying to draw short side here. Vâng, rất hay. Một sâu quá thì bị cái va chạm bị số 7 thì cũng là một tình huống hỏng ăn của Sanchez Ruiz. Nhưng mà đây lại là một cú đánh con trên bàn chỉ còn 2 bi nữa thôi. Con bi số 9 thì ở băng dài phía bên tay phải và sẽ không có nhiều vị trí có thể thủ được. Rồi chỉ là một. Vâng, giữ mỏng ra đạn. Vâng, khẩu quyết này thì không như vậy. Anh đang cái góc này là cân rồi, cân. Cân luôn lỗ này nữa. Không thành công rồi như vậy. Led by that margin once more at 9-6. Sanchez Ruiz has come back at him a bit. It's been nipped in the bud. Kraus is again. Rồi và như vậy là một tình huống điều lỗ. Và chúng ta cùng đến với ván đấu thứ 18 và Mickey Krause phá ở điểm hưu. Bi số 9, như vậy là Mickey Krause đã kết thúc trận đấu bằng một cú golden break các bạn.